Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình đọc truyện bên thầy. Tiếp theo đến mẫu chuyện Chuyến Đăng Sơn của Đức Thầy và Đức Ông. Mẫu chuyện này theo lời thuật của Đức Ông tại An Hòa Tự có rất nhiều người nghe. Cuộc hành trình trên đường đi có nhiều chuyện màu nhiệm xảy ra, nhưng Đức Ông không thể nào nhớ hết. Ông chỉ thuật lại một vài mẫu chuyện khá đặc biệt mà ông còn nhớ rõ. Trước khi đi núi, Đức Thầy có nhắc Đức Ông đem theo đồ lớn để làm lễ, ghi chú. Đồ lớn là khăn đóng áo dài. Và khi đi đến bến xe Châu Đốc, Thầy nói với Đức Ông mua dép làm bằng vỏ xe hơi để mang đi đường núi. Bởi mùa này mưa nhiều, ngó tranh mới lên rất bén, còn vài dép thường mang đi núi sẽ bị trơn trợt khó đi. Đây cũng là một điều lạ, bởi từ thuở nhỏ cho đến lớn có bao giờ Ngài lên núi? Tại sao Ngài lại thành thạo như một hướng đạo chuyên nghiệp? Mua xong hai đôi dép, Đức Ông còn mua thêm 10 ổ bánh mì lên núi phòng khi đói lòng. Trên đường Đăng Sơn, trên chuyến xe đi Nam Giang đến Cần Giọt Cam Chạy thì gọi xe dừng lại. Nơi này trên núi, người Pháp có làm nhà tù để nhốt tù binh và người chống đối chúng. Thường ngày cấm ngặt thường dân đi lại. Lúc này vào năm 1939, tình hình không được yên ổn nên người Pháp phòng bị nghiêm ngặt. Bất cứ ai đi trên đường này đều bị bắn bỏ. Mà hôm nay Thầy lại dẫn Đức Ông đi trên con đường này. Khi đi được nửa đường thì có xe tuần tiểu của Pháp chạy xuống. Hai bên thông xe, lính chĩa súng sẵn sàng nhả đạn. Đức Thầy báo cho Đức Ông. Ông kinh tâm tán đợm, vội vàng chung vào rau muôi ẩn tránh. Chờ hồi lâu không thấy Thầy theo vô, Đức Ông nhìn ra thấy Thầy vẫn đứng tự nhiên, lưng dựa vào cột lồng đèn bên đường, không trốn tránh. Mà lạ một điều là cũng không thấy quân lính Pháp nói chi đến Ngài. Khi xe quân lính Pháp qua khỏi, Thầy gọi Đức Ông ra để tiếp tục đi. Đi thêm một đoạn nữa thì Thầy báo cho biết là đã hết đường, bắt đầu vào rừng. Cả hai đều thay dép vỏ xe. Đức Ông nhìn không phải đường mòn sẵn có, nhưng khi đi vào thì ngay đây ai đã dọn sẵn con đường đi, giấu chặt cây còn mới tinh nguyên, chưa lá nào bị héo. Ông thầm nghĩ là có người nào đi đốt củi nên họ dọn trống đường để đi. Đức Thầy bước đi trước ngay vào con đường đó. Nhìn xa xa thì cũng toàn những dấu mới đốt dọn. Người nào đốt dọn thì vẫn không thấy, chỉ thấy mũ cây còn chạy, lá cây còn xanh. Như hiểu được sự thắc mắc của Đức Ông, Đức Thầy quay lại hỏi: Ông cả có biết đường này ai dọn cho tôi và ông đi không vậy? Đức Ông trả lời: Nào ai biết? Đức Thầy nói: Chư vị Sơn Thần dọn đường cho tôi với ông cả đi đó. Đi được một lúc nữa,
Đức thầy quay lại hỏi: "Ông cả, ông ôm cái gì trong lùm xùm vậy?" "Ôm bánh mì," Đức ông trả lời. Thầy hỏi tiếp: "Đem bánh mì làm chi vậy ông cả?" "Mua để phòng lên núi, đói đặng ăn." "Đưa tôi xách cho." Đức ông đưa bánh mì cho thầy. Thầy xỏ tay vào quai xách, đi một đội, có nhánh cây nhô ra. Thầy mang một chục ổ bánh mì lên đó, rồi tự nhiên đi. Đức ông bước theo hỏi: "Sao không mang theo, lại mang đó?" "Mang đó, phòng khi có người đi núi, đói họ lấy mà ăn. Còn tôi với ông cả đi núi, có thiếu gì cơm mà ông cả sợ?" Đức ông nhìn mấy ổ bánh tiếc của, nhưng thấy thầy rảo bước, cũng đành phải đi theo. Đức thầy nói tiếp: "Lên núi có cơm, mà cơm chay thôi nghe ông cả, cá thịt thì không có." "Có cơm nuốt no bụng thôi, chứ cần gì cá thịt." Đi được một đội, mặt trời lên cao, lòng đã đói, mà không thấy nhà cửa, trại hoặc chùa am chi cả. Chỉ toàn là rừng rậm hai bên, núi non mù mịt. Đức ông lo sợ, tự nghĩ: "Đói rồi, làm sao có cơm ăn đây?" Bỗng Đức thầy nhìn lại: "Ông cả đói rồi phải không? Ráng chút nữa sẽ có cơm ăn." Đức ông lấy làm lạ, giữa rừng sao lại có cơm ăn? Nghĩ vậy chứ không nói ra. Đi được một lúc nữa, đến tảng đá bằng phẳng, trên đó có một cái giếng nước nhỏ. Đức thầy dừng lại, ngồi trên tảng đá, lấy tay bụng nước uống và gọi: "Ăn cơm ông cả ơi." Đức ông thấy thầy uống nước, còn ông thì đói, chứ không khác, sao lại còn kêu ông ăn cơm? Cơm đâu mà ăn? Ông ngồi chần chờ, chưa biết phải làm sao. Thấy Đức thầy hớp thêm một hớp nước nữa, rồi dục: "Ông ăn cơm chứ, sao còn ngồi hoài đó vậy?" Đức ông bước đến bên giếng, thấy nước trong ngần. Ông bắt chước theo thầy, dùng hai tay bụm nước uống. Ông nói: "Khi bụm nước uống vào, mùi thơm ngào ngạt, thơm thật lạ thường, ngọt cũng lạ thường, mùi vị từ xưa đến giờ chưa hề có." Đức ông bụm uống nhiều hớp nước một lúc thì no đầy mà khoan khoái khác thường. Kế đó thầy hỏi: "No chưa ông cả, ông còn đói nữa không?" Đức ông mới hiểu lời của thầy bảo là cơm chay trên núi. Ông thấy lòng không đói, không thèm cơm, mà lại no đủ, khỏe khoắn, lạ thường. Tiếp tục lên đường, cũng với con đường mới được dọn, bỗng Đức thầy dừng lại gọi: "Ông cả ơi, sửa soạn đồ lớn để làm lễ." Đức ông nhìn không thấy chùa miễu am cốc chi, mà Đức thầy bảo làm lễ, vậy thì làm lễ ở đâu? Tuy nghĩ vậy, chớ ông cũng mặc áo dài, bịch khăn đóng vào. Vừa xong, Đức thầy chỉ: "Đó, lại làm lễ ông đó." Đức ông nhìn theo thì thấy có một bàn thạch, ông già đã ngồi sẵn nơi đó. Lấy làm lạ,
Ông hỏi thầy: ông đó là ai vậy? Ông lại làm lễ rồi hỏi ông ta, chớ sao ông lại hỏi tôi? Đức ông bước lại chắp tay làm lễ và được ông già đó khuyên việc tu hiền, giúp đỡ xã hội, lập công bồi đức. Câu chuyện sắp kết thúc, đức ông mới hỏi ông ấy là ai, thì được ông cho biết danh từ gọi ông trước kia là Cố Quảng. Đức ông kính lễ rồi lui ra. Đoạn này đức thầy có giải thích cho đức ông được rõ là: xưa kia đức Cố Quảng bị pháp dây hãm rồi mất tích, nay thì đức ông gặp lại nơi này. Tiếp tục lên đường, cũng theo lối hàng cây mới dọn, đến xế chiều, bỗng đức thầy gọi ông mặc đồ lớn để làm lễ. Đức ông nhìn xung quanh cũng không thấy chùa miễu chi, nhưng cũng nghe lời mặc áo dài, bịch khăn đóng vào. Xong rồi đức thầy cũng chỉ cho ông thấy một ông ngồi trên bàn thạch y như kỳ trước, nhưng tướng mạo rất là trang nghiêm. Đức ông hỏi ông đó là ai vậy, thì cũng được thầy bảo là cứ hỏi ông ấy thì rõ. Đức ông đến làm lễ và cũng được ông nhắc việc tu hiền, giúp đỡ xã hội, lập công bồi đức. Dạy việc xong, đức ông hỏi ông tên chi, thì được ông cho biết ông là ông Nguyễn Trung Trực. Đức thầy cũng cho ông biết ông Nguyễn Trung Trực xưa kia bị pháp hành quyết tại Rạch Giá, nay cũng còn ở đây. Rồi cũng tiếp tục lên đường, đến chiều tối đức thầy dừng lại. Ngài leo lên một tảng đá bằng phẳng, rồi quét dọn sạch và bảo đức ông: tối rồi, nghỉ ngơi. Đức ông cũng cảm thấy mệt mỏi, bước lên tảng đá ngồi nghỉ một lúc thì trời sẫm tối, sương núi lạnh lùng làm cho ông lạnh muốn phát run. Ông than: lạnh như vậy không có mền đắp thì làm sao ngủ đặng. Lúc đó đức thầy đã nằm xuống, ngài nói: không có gối, ông nằm trên cánh tay của tôi ngủ đỡ đi. Đức ông nằm xuống, gối đầu bằng cánh tay của đức thầy. Thầy mới lấy tay bên kia ôm ngang ngực của đức ông, còn chân thì thầy gác ngang lưng của ông. Thầy ôm đức ông nằm trên tảng đá. Đức ông nói: khi thầy ôm xong, bao nhiêu lạnh lẽo tức khắc tan đi, sự ấm áp thật lạ lùng, tỉ như đắp đôi ba cái mền vậy. Đức ông đi dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi gần tỉnh giấc thì nghe đức thầy gọi: ông cả ơi, trên non rừng rậm mà sao có xe hơi chạy, đèn sáng quá, mở mắt ra coi. Đức ông nghe gọi, mở mắt ra coi, thì thấy hai con cọp bạch ngồi hai bên, cặp mắt như đèn pin rọi vô sáng lò. Đức ông hoảng hồn, lấy tay bụm mắt, bắt đầu phát lạnh run lập cập. Đức thầy hỏi: gì mà run dữ vậy? Đức ông trả lời: mẹ đẻ cho tới lớn chưa từng gặp cảnh này. Thôi ông đừng có sợ, chư vị sơn thần về giữ cho tôi với ông ngủ, có gì mà ông sợ dữ vậy?
Mặc cho Đức Thầy nói, còn ông rung thì vẫn rung, rung mãi không sao kìm đặng. Thấy ông sợ quá, Đức Thầy an ủi ông. Một lúc thì bảo ông mở mắt ra. Ngài nói lớn: Sáng người ta đi hết rồi, còn đâu nữa mà sợ. Ông lấy tay ra mở mắt thì không còn thấy hai con cọp. Ông bình tĩnh lại, ngồi dậy và sửa soạn tiếp tục lên đường. Cũng con đường mới vừa được dọn dẹp, đến trưa Đức ông cảm thấy đói. Thầy hiểu ý, khuyên ông cố gắng đi, chốc nữa sẽ có cơm. Kế đó Đức Thầy cũng dừng lại bên tảng đá bằng phẳng, cũng có giếng nước nhỏ trong ngần. Ngài lấy tay bụm nước uống và bảo: Ăn cơm ông cả ơi. Hôm nay ông không còn ngần ngại mà bước lại liền, lấy tay bụm nước uống thì mùi vị thơm ngát, ngọt ngào cũng giống như ngày hôm qua vậy. Rồi kế đến những ngày khác cũng giống hệt như nhau, mỗi ngày chỉ dùng một bữa nước mà no suốt cả ngày. Suốt những ngày theo thầy trên non, chỉ duy nhất dùng nước thay thực phẩm mà không thấy đói hay thèm cơm. Còn sức lực thì dường như mạnh mẽ hơn xưa, tinh thần cũng có phần phấn chấn. Đi đến trưa thì Đức Thầy bảo: Để tôi dẫn ông lại hồ sen xem chơi cho biết. Khi đến hồ sen, thầy chỉ cho ông coi sự lạ thường. Lá sen thật to, ước sức người vào đó ngồi cũng chưa chìm. Bông nở thật là to, không biết muôn ngàn cánh, nhụy đơm quanh, sự đẹp chưa hề có trên thế gian. Còn những gương sen đường kính độ thước tay, hộp sen phần ló ra ngoài cũng gần bằng bắp tay, càng nhìn gợi cho ông lòng thích thú lạ kỳ. Đức ông trầm trồ, nhưng liền đó Đức Thầy bảo: Ông cả coi thì được, chớ đừng bẻ hái chi. Đức ông nghe vậy nên không dám đụng đến, và hỏi thầy bông sen gì mà to lớn quá như vậy. Sen Tây Dứt đó ông cả. Đức Thầy trả lời. Trên bước đường đăng sơn, đến chiều tối thì thầy dừng lại. Ngài leo lên tảng đá lớn và bằng phẳng, quét dọn sạch, gọi Đức ông nghỉ ngơi. Và thầy nhắc ông hãy quan sát chung quanh nơi này. Chừng đó Đức ông để ý, tất cả nơi này toàn là đá trắng. Bên cạnh ông nằm có mấy bụi tranh đưa lá ra. Ông lấy tay gút ba gút lá tranh để làm dấu. Đức Thầy thì đã nằm trước, Ngài cũng đưa cánh tay như mọi hôm để Đức ông gối đầu, cũng ôm ông như những bữa trước, và sự ấm áp khỏe khoắn giống như mọi hôm. Nhưng hôm nay còn thêm một điều hết sức là phi thường, vì khi đang trong giấc ngủ thì có cảm giác sát thân nhẹ nhẹ như đang đu đưa trên chiếc võng. Nhưng khi chợt giật mình mở mắt thì vẫn thấy mình nằm y nguyên trên tảng đá. Đến khi ngủ lại thì vẫn có cảm giác như kể ở phần trên. Trong đêm đó cứ thức rồi ngủ, ngủ rồi thức,
không biết bao nhiêu chập. Cuối cùng đang trong cơn ngủ mê thì nghe Đức Thầy gọi: "Dậy ông cả ơi, sáng rồi dậy súc miệng rửa mặt đặng đi." Kế đến Thầy dắt ông lại giếng nước nhỏ để ông rửa mặt, rồi trở lại chỗ cũ ngồi. Đức Thầy bảo: "Ông thử nhìn lại coi có phải là chỗ ngủ đêm hôm qua không?" Đức ông mới để ý thì thấy cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác lạ. Đá hôm nay đen chớ không trắng như chiều tối hôm qua. Rồi nhìn lại những bụi tranh cũng không còn thấy nữa. Ông ngơ ngác tưởng chừng như mình đang trong cơn mơ. Sự thay đổi hoàn toàn chỉ sau một giấc ngủ thì làm sao ông còn bình tĩnh đặng nữa. Tác giả trong bối cảnh này, ông nghĩ là còn ai khác hơn ngoài Đức Thầy. Bởi thế ông phải hỏi Thầy: "Chỗ này là nơi nào vậy?" "Nơi này khác hơn chỗ ngủ ngày hôm qua. Từ đây đến đó nếu đi bộ sẽ mất 5 hoặc 6 ngày đường. Vì núi này đầu nằm Đông Độ, đuôi nằm Tây Quy. Một phía thì ở Simla, một phía thì ở Cao Miên. Mà tôi đưa ông qua đến đây là khỏi cái suối lớn rồi." Ghi chú: trên núi Tà Lơn có con suối lớn, chiều ngang độ 200 thước, người ta thường gọi là suối Sang Hà, nước chảy như thác. Xuồng ghe hoặc người thì không cách chi qua lại cho đặng. Quả là một lằn ranh thiên nhiên ngăn cách mọi sự vật. Tiếp tục nhiều ngày, Đức Thầy dẫn Đức Ông băng rừng lội suối khắp các nơi, làm cho đôi chân của ông không còn sức chịu đựng được nữa. Ông luôn miệng than thở. Thấy thế Thầy nói: "Ông ráng đi cho đủ 8 ngày để ông giải hết quả trần. Ở trên này ông đi 1 ngày thì ở dưới trần ông giải quả được 1 tháng. Đi được đến ngày thứ 6 thì Đức Ông cho biết là không còn cách chi đi đặng nữa. Đức Thầy cũng lại khuyên: "Ráng ông cả ơi, đủ 8 ngày để giải cho hết quả." "Thôi, có giải gì thì về dưới trần hãy giải, chứ tôi đi hết nổi rồi." Thấy Đức Ông than quá, Thầy dắt ông trở về. Khi về tới chân núi, ông dẫm phải hòn sỏi nơi ngón chân cái, bị cảm giác ê một chút vậy thôi. Vậy mà khi về đến nhà, vết đó tự phát lên làm độc, đau nhức thấu tim gan. Ông ôm chân lăn lộn, không ăn uống ngủ nghỉ chi đặng, và cũng không có thuốc nào làm giảm được cơn đau nhức. Đức Ông nằm trên giường ôm chăn lăn lộn kêu rên. Trong khi đó bên cạnh, Đức Thầy nằm trên võng đông đưa với một tư thế bình thản mặc nhiên. Còn ông Năm Truyền thấy vậy nóng lòng không chịu nổi, muốn đến bạch với Đức Thầy nhờ cứu giúp cho Đức Ông. Nhưng khi đi đến giọng của Thầy đang nằm thì không nói nên lời, phải đi qua luôn. Rồi khi thấy Đức Ông đau, lại nóng lòng muốn đến biện bạch với Thầy. Nhưng khi tới nơi thì cũng mở miệng không đặng. Ông Năm hết sức băn khoăn, cứ 5 lần bãi lượt tới lui
đến khi Đức Thầy lên tiếng thì ông mới mở được lời. Ông Năm làm cái gì mà đi tới đi lui hoài vậy? Muốn nói gì thì nói. Ông đứng lại xá thầy và mới nói được thành lời. Thầy ơi, cậu Út đau cái chân, tôi thấy nóng ruột quá, sao thầy không kiếm thuốc giặt giùm cho cậu? Cái quả của ông cả thì tự ông phải trả. Tôi đã nói với ông ráng đi thêm 2 ngày nữa trên non để giải quả trần dưới thế 2 tháng, mà ông không chịu, lại còn nói về giới trần muốn trả bao nhiêu thì trả. Quả của ông cả thì ông cả trả cho hết. Còn như ông muốn ông cả hết ngay bây giờ thì ông đứng ra hứa lãnh cái quả này cho ông cả, tôi sẽ làm hết bệnh cho ông coi. Nhưng khi thấy đức ông đau đớn rên than quá thì ông Năm Truyền sợ không dám lãnh, đứng làm thinh một hồi rồi bước đi. Độ vài phút sau thì Đức Thầy gọi ông Năm Truyền múc cho Ngài một ly nước mưa. Tay bưng ly nước, Ngài rời cái giọng đến chỗ Đức ông nằm. Ngài nhìn từ đầu gối đến ngón chân đau 3 lần như vậy, rồi Ngài hớp nước phun từ đầu gối đến ngón chân cũng 3 lần. Ông Năm Truyền đứng ngó, kế Ngài bưng ly nước để trên bàn rồi lại giọng nằm. Liền theo đó Đức ông ngồi dậy gọi cô Năm dọn cơm cho ông ăn. Ông đói lắm, chân của ông hết đau nhức rồi. Ghi chú, cô Năm Biên là em kế của Đức Thầy. Cô Năm dọn cơm nơi bàn, ông ngồi ăn như người khỏe mạnh, như chưa hề bị đau ốm chi. Đức Thầy nói với ông Năm Truyền: ông Năm thấy không, tôi làm là hết đau nhức liền, nhưng mà quả của ông thì để cho ông trả cho dứt. Đức Thầy nói, trong khi đó Ngài cũng tự nhiên nằm trên giọng. Còn Đức ông khi ăn cơm uống nước xong rồi dấn một điếu thuốc hút. Khi hút xong vừa luyện bỏ tàn thuốc thì la nhất ôm chân nằm xuống lăn lộn rên than suốt ngày đêm. Cơn đau kéo dài gần đúng 2 tháng thì Đức Thầy viết cho Đức ông và Đức bà một bài thơ: chừng nào vết nó liền da, chuột kia mạng hạn khi vào giường qua, ấy là thời đại của ta, thầy ra cứu thế mới là hiền vinh. Đúng 2 tháng vết thương không chữa trị mà tự nhiên lành. Sau khi vết thương của Đức ông lành thì thầy gọi ông Năm Truyền lập cho Ngài một bàn hương án ngoài trời để Ngài mời ông bà cả chứng kiến cho Ngài thỉnh ấn Ngọc Hoàng cứu dân độ thế. Lúc này đúng vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Nam Mô A Di Đà Phật.